Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Ngọc Vân. Chị Ngọc Vân ơi, sau một ngày nắng nóng thì Hà Nội đã có cơn mưa dông chiều nay, cụ thể là diễn biến như thế nào ạ? Vâng, Thụy Vân, thưa quý vị, khu vực phía tây của Hà Nội là Chương Mỹ, Quốc Oai và Thạch Thất thì đã có mưa trước tiên. Sau đó vùng mây dông dần dịch chuyển và gây mưa cho khu vực trung tâm thành phố. Mưa sau ngày nắng nóng kèm theo sấm sét dữ dội. Sau mưa tối và đêm nay, trời thủ đô Hà Nội sẽ dịu dần, cộng thêm gió đông nam thổi đều đặn, không khí thoáng đãng, nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng là 28 độ. Mây ẩm cũng bao phủ nhiều tỉnh thành của khu vực Nam Bộ và gây mưa. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang và Bến Tre, mây dông phát triển mạnh, chút mưa nặng hạt và kèm theo sấm sét. Dự báo mưa vẫn có thể xuất hiện trong chiều tối mai ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số nơi khác của khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên chủ yếu là mưa rào nhẹ và rất nhanh. Còn trước đó, trưa chiều mai khu vực này sẽ nắng nhiều và khá nóng, nhiệt độ cao ở vào khoảng là 34 độ. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.